Hiến máu cứu người giờ đây không phải là một việc làm xa lạ đối với mỗi cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Bình Dương. Hàng năm, nhiều chiến dịch hiến máu tình nguyện được tổ chức nhằm kêu gọi cán bộ chiến sĩ tham gia hiến máu và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo cán bộ chiến sĩ. Đây được xem là nghĩa cử cao đẹp và đầy lòng nhân ái, tính nhân văn sâu sắc của những cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân đã tham gia hiến máu tình nguyện, và nghĩa cử ấy đã khẳng định tinh thần trách nhiệm, tình cảm của mỗi cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân đối với đất nước, với cộng đồng xã hội, góp sức chung tay vì sức khỏe của nhân dân. Vì mỗi ngày ở ngoài kia thì có rất nhiều người cần những giọt máu ý nghĩa này, thì em cũng mong là không phải bản thân em, lực lượng công an nhân dân nói riêng và các bạn đoàn thanh niên nói chung có thể góp sức mình để giúp cho cái quỹ máu của quốc gia nó càng ngày càng nhiều, để có thể giúp được nhiều người hơn ạ. Đây là lần thứ 17 mình được tham gia hiến máu rồi, và sau mỗi lần hiến máu mình cảm thấy rất là vui vì lượng máu mình hiến đi có thể giúp cho những người nào đó đang cần. Chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề là hành trình giọt máu nghĩa tình thì là một chương trình thường niên của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức thành công nhiều đợt trong nhiệm kỳ 2017-2022, và sắp tới thì sẽ tiếp tục tổ chức và vận động đoàn viên thanh niên, cán bộ chiến sĩ trong và ngoài lực lượng tham gia chương trình ý nghĩa này. Trong đợt hiến máu lần này, Công an tỉnh đã phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Bình Dương, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM tổ chức tiếp nhận máu tại Công an tỉnh. Hơn 200 cán bộ chiến sĩ thuộc 37 đơn vị trực thuộc Công an tỉnh đã tích cực tham gia và đóng góp hơn 300 đơn vị máu, góp phần bổ sung vào nguồn máu trong cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân.